Chị biết ha. Say hi đi nè. Hi. Hai cái cô chú đi ha. Jessie say xin chào đi nè. Xin chào chị nghe. Xin chào các bạn. Thì hiện giờ Kim Anh đang đứng ở khu vực thác nước Niagara Falls. À, đây là thác nước lớn nhất nằm giữa hai biên giới Canada và Mỹ luôn. Thì bây giờ Kim Anh sẽ đi dạo một vòng khu vực thác nước và các bạn cùng đi tham quan chung với gia đình của Kim Anh luôn nha. Các bạn, đây là phía ở trên đầu nguồn nước nè các bạn. Các bạn có thấy rõ không các bạn? Lớn lắm. Mình đang đi lại gần hơn thác nước, quay cho các bạn xem. À, nhìn nó giống như là một cái lồng chảo các bạn, lồng chảo khổng lồ. Nước nó đang đổ trào xuống. Nước nó mạnh quá, nhìn không thấy trời luôn các bạn ơi, nước nó bắn lên nè. Che luôn, may luôn các bạn, nước nó mạnh lắm. Ở đâu cũng là người các bạn ơi, đông thiệt là đông luôn. Mình đứng ở khúc này tìm chỗ nào vắng vắng chứ mình quay cho nó dễ. Rồi khi mình đứng khu này là chắc là các bạn sẽ thấy rõ lắm luôn rồi đó. Mình quay cho các bạn coi. Phía xa xa các bạn, đó là con cầu nối giữa hai nước Canada và Mỹ các bạn. Đi qua biên giới Mỹ các bạn. Còn bên dưới lòng thác các bạn thấy có hai con thuyền để đưa khách du lịch đang đi dưới hai con thuyền các bạn. Một con thuyền là mặc cái áo mưa màu đỏ, khách mặc màu đỏ, và một cái con thuyền là khách mặc cái áo mưa màu xanh dương. No, you guys want to get down here. Yeah, that's what I'm thinking. Yeah, I'm good for it. Bên ngoài các bạn nhìn mới thấy sự hùng vĩ của thác nước to lắm các bạn ơi, một trong những thác nước lớn nhất thế giới. Cầu vòng đẹp quá các bạn ha. Let's go.
bên trong đó, khu nhà hàng, khu bán những cái đồ trưng bày kỷ niệm. Còn đây là mấy tòa nhà phía bên ngoài xung quanh khá là. Đông nghẹt luôn các bạn, kẹt xe mà người cũng kẹt nên. Các bạn thấy mấy cái cầu vòng đó các bạn thấy không? Quá trời cầu vòng luôn á. Cầu vòng đẹp quá luôn á. Hồi nãy lúc đầu á, lúc mới vô thì cầu vòng mình quay nó nằm ở bên dưới mặt nước. Còn bây giờ lên trên nhìn á, nó thẳng từ dưới tháp cho nó thẳng lên trời luôn các bạn. Đẹp quá luôn. Đây bây giờ đến 10 giờ đêm, trời mới tối các bạn, nên giờ này là 7 giờ rưỡi đêm rồi mà trời vẫn còn sáng lắm. Mọi người giờ này còn tấp nập ở bên ngoài đường. Cầu vòng đẹp quá các bạn ha. Bây giờ mình cũng đi về đây. Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Bye bye.